Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tổng kho Thành Được. Hôm nay Thành Được sẽ giới thiệu đến mọi người cái chiếc máy làm sữa hạt xe nấu đa năng UCOE. Và chiếc máy nấu sữa hạt đa năng UCOE này thì được gửi cho anh Phạm Tuấn ngày 3 tháng 4 năm 2023 ở địa chỉ 29A tổ 6 khu 5 Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Và máy sữa hạt xay nấu đa năng UCOE PD5 Plus này thì được bảo hành chính hãng cho anh 12 tháng, lỗ sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Thì như cái thông lệ thì bên Thành Được bất kể một sản phẩm gì cũng vậy, khi mà bán lẻ ra thị trường thì trước khi gửi đi sẽ đều được tháo ra để cắm điện, ghim điện để test các chức năng của máy. Và cái máy xay nấu đa năng thì rất nhiều các bác đã biết rồi, ngoài cái việc mà làm sữa hạt ra thì nó có thể thay thế cho máy sinh tố và máy xay thịt, ngoài nấu cháo này, làm sữa hạt này, một cái máy rất là đa năng. Và cái đặc điểm của cái máy nấu sữa hạt ấy, với riêng cái mã sản phẩm là UCOE PD5 Plus, các bác nhìn này, toàn bộ cái cối của máy đều là thép. Thép rất là dày nhá, thép cực kỳ dày luôn, đặt ngón tay cạnh này để cho mọi người có thể nhìn và nhận định được. Bởi vì là cái máy này công suất rất là khỏe, 1800W, cho nên khi mà cái vòng quay của nó quay như chạy, nó rất là tốc độ quay rất là lớn. Tốc độ lớn như vậy thì nó mới có thể nghiền được các loại hạt rắn, nó thành mịn như là sữa, nghĩa là nó mịn như nước. Chúng ta cứ hình dung là chúng ta uống sữa đậu nành như vậy, thì các loại sữa hạt khi mà được xay nấu thì nó sẽ mịn như kiểu chúng ta uống sữa đậu nành. Và rất nhiều loại hạt mà chúng ta khi mà muốn làm thành sữa như là lạc này, đậu đen này, óc chó này, hạt dẻ, hạt điều này, hạt mè này, vân vân. Hoặc là các loại rau, với những người ốm hay những trẻ nhỏ hoặc mắc cao tuổi mà cái hệ tiêu hóa nó yếu kém ấy, thì mà khi chúng ta xay nhỏ ra như vậy thì rất là dễ tiêu hóa, và các cái chất có trong hạt và rau củ nó hấp thu trực tiếp vào cái đường ruột. Đó là cái sự khác biệt giữa mà chúng ta ăn một thực phẩm mà nhai bằng răng, và khi mà cái thực phẩm đó, rau, củ quả, hạt đã được xay nhuyễn ra thành nước kiểu dạng sữa, thì khi mà uống vào nó thẩm thấu rất là nhanh. Và cái chiếc nguyên của đây, toàn bộ là phụ kiện của cái máy sữa hạt UCOE PD5 Plus này. Cái cối của máy cực kỳ to cao này. Đấy. Khoảng 20cm này, chiều cao này. Và chiều rộng phía trên cũng khoảng 20cm này. Còn chiều rộng ở phía dưới sẽ khoảng hơn 20cm. Đây, một găng tay. Cối của máy được làm bằng thép này. Đây là hệ thống gia nhiệt đun nấu của máy này. Tất cả những cái chân gia nhiệt này nó đều được bảo vệ để tránh nước rơi vào, cực kỳ là an toàn. Và có đến 4 cái chân để giữ máy, chống cho máy bị rung. Đây là phía sau dây nguồn này. Tất cả những sản phẩm bên Thành Được mà khi đã kiểm tra test máy sẽ đều dán được tem bảo hành như thế này, có đầy đủ địa chỉ số điện thoại và thông số máy đấy. Đấy, tên sản phẩm này, model này, PD5 Plus này, nguồn điện 220V này, công suất máy là 1000W và công suất đun là 800W, tổng là 1800W. Máy thì là máy cảm ứng điện tử, là chức năng cài đặt sẵn và có cảm biến nhé. Toàn bộ các chức năng của máy đây, có màn hình LED hiển thị này, thời gian này, cộng trừ thời gian cài đặt bằng tay này, bật tắt này, tốc độ này, hẹn giờ này. Và đây là những cái chế độ mà cài đặt sẵn của máy này: cháo mịn, sữa không nấu, hoa quả, sinh tố đá bào, xay khô, hấp và nấu, chế độ tự vệ sinh máy, giữ ấm, sữa thảo mộc, cháo, nấu súp và sữa ngô. Tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13 chức năng. Và phía trên thì có thể điều chỉnh được cái tốc độ cũng như thời gian và hẹn giờ nấu nữa. Đây là cái xửng hấp inox để hấp bánh, hấp thịt này.
inox này. Có quay sách này. Chúng ta mà tận dụng để hấp nó sẽ cho vào trong này. Đấy. Sách ra hấp vào. Đây là nắp của máy. Cũng là inox này. Và inox 304 này. Và trong cái nắp này thì ở đây nó sẽ có một cái nam châm cảm biến. Khi nào các bạn lắp cái nắp này vào đúng cái vị trí của trên máy này thì nó sẽ cảm biến, nó hút con nam châm lên, thì nó sẽ bật cái công tắc, thì khi đó máy mới chạy cực kỳ an toàn. Vì khi tốc độ máy rất là cao, nếu mà trẻ nhỏ mà để như cái này mà chưa đóng nắp ấy, mà bật được thì trẻ nhỏ sờ vào đây thì chắc chắn là sẽ mất tay luôn. Cho nên nhà sản xuất họ thiết kế ra cái nắp này phải đóng vào đúng nắp, đúng khớp thì máy mới chạy, mới hoạt động. Đấy, nắp là nắp inox rất là dày dặn và có cái gioăng cao su, gioăng cao su 3 lớp này, chống trào này. Đây là gioăng cao su này. Ở phía trên của nắp thì chúng ta sẽ có, đây là cái nắp chống trào. Nắp chống trào này cũng có gioăng nhé. Đấy, nắp ở đây khi mà đun nấu chúng ta sẽ chống trào. Còn khi mà dùng để làm máy xay sinh tố này, hoặc là đá bào, chúng ta sẽ có một cái tay đẩy này. Nó sẽ đút vào cái nắp này để ấn hoa quả, rau củ quả xuống. Rất là nhiều phụ kiện. Và cái điểm quan trọng ngoài cái cối của máy ra thì đây, nó sẽ là cái bình chứa của máy. Thì nguyên cái bình chứa này dung tích của nó là lên đến 1.750 ml. Và các bạn lưu ý là khi sử dụng này, chúng ta sẽ theo các cái mức vạch chia này. Ví dụ là các loại sốt không được vượt quá vạch này. Đây là 1 lít này. Nếu như các bạn nấu các loại sốt này thì không được vượt quá 1 lít này. Đấy, súp sinh tố, đá bào, hoa quả thì không được vượt quá là 1 lít 2. Sữa thảo mộc và cháo mịn thì không được vượt quá là 1 lít 4. Đây là súp này. Sinh tố hoa quả thì không được vượt quá là 1 lít 7. Tại sao lại chia vạch ra như vậy? Nhà xuất họ đã tính toán trong quá trình nấu và là đun một số loại thực phẩm ấy, nó sẽ tạo ra bọt hoặc tạo ra nhiệt để tránh bị trào, thì nhà sản xuất đã chia vạch rất là rõ ràng. Khi các bạn làm những cái món như là súp này, hay là sữa thảo mộc hay cháo mịn thì sẽ không thể để đổ quá nước, quá cái vạch chia như này để tránh cái việc mà khi đun nấu nó trào ra ngoài. Mọi người lưu ý là ở cái điểm này này, và phần dưới đế của máy cũng được bọc inox này. Cái bọc inox này thì nó vừa tăng tính thẩm mỹ mà nó cũng vừa tăng sự chắc chắn kết nối giữa cối thủy tinh đúc với cả đế của máy và các cái bộ phận linh kiện điện, gia nhiệt cũng như là hệ thống xay, motor. Và trong tay cầm này sẽ có một con nam châm cảm biến để bật tắt công tắc. Còn đây là phía trong của lòng máy. Cánh dao này là dao. Dao này là dao 5 cánh này. Dao kép này. Lưỡi dao là lưỡi dao kép này. Rất là khó để các bạn thể hình dung được, là nhìn được lưỡi dao của nó. Chúng ta sẽ nhìn này. So với các cái dòng máy xay sinh tố thì cái máy nấu đa năng sữa hạt này nó lưỡi dao nó rất là bền, nó cực kỳ dày. Và lưỡi kép tức là nó sẽ một cái lưỡi dao của nó sẽ chia ra một cái ngổng lên trên này và một cái nó sẽ ngổng xuống dưới. Đó là dao kép. Và dao này tức là dao gần như là dao 5 cánh. Hai con dao tách rời này, ở chế độ phẳng này. Hai con dao ngổng lên trên này và hai con dao ngổng dưới. Dao 5 cánh và sẽ có thêm hai con dao phụ trong quá trình xoay nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy cái chấm chấm ở cái phía kia. Chính là cảm biến nhiệt. Nếu mà nhiệt độ nó vượt quá cao thì cái con cảm biến này nó sẽ ra lệnh về IC để đóng tắt máy. Và tất cả những cái phần mà tiếp xúc thức ăn ấy thì đều là inox và là thủy tinh. Thủy tinh rất là dày này. Thủy tinh này là thủy tinh đúc nguyên khối nhé. Các cái gờ cạnh của nó này rất là dày này.
Còn đây là cái độ bền của nó cực kỳ cao, và phía trong các thủy tinh này nữa này sẽ được gia cố thêm các cái thành cạnh như thế này, thì nó vừa có công dụng là nó để nó giữ cái khay hấp này, vừa công dụng mà để tăng thêm cái độ cứng và cái độ chắc cho cái bình thủy tinh. Nhưng kiểu là chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta đổ cọc bê tông vậy, đây là những cái cọc bê tông mà nếu đứng theo, xét theo nguyên lý là làm nhà cố thì rất chắc chắn, trừ khi các bạn đánh rơi đánh vỡ thì nó mới hỏng. Còn bình thường thì ở những cái dòng mạch thay sinh tố thì cái cối thủy tinh sẽ không bao giờ dày dặn được như thế này, và làm cả những cái cọc như kiểu bê tông như này. Thế còn phía dưới của hệ thống máy đây, Thành Đức sẽ nhấc lên để cho mọi người cùng quan sát nhé. Đây là phía dưới này, các cái chân gia nhiệt này, chân gia nhiệt này khi mà đóng vào công tắc ở cái đế của máy này, đế này đều có đóng, các công tắc nó đều được kín hết, ấn vào là mới vào này, để tránh nước này. Và đây là cái cối này, đều là thép hết. Thì các bạn so sánh được là khi mở tốc độ cao và máy rất là khỏe, nó có thể nghiền những loại hạt, nghiền cua, nghiền thịt, nghiền cá, nghiền đá vân vân, thì nó phải bắt buộc là những bằng thép như thế này, thép ở cái cối phía trên này và cái đế máy phía dưới cũng là bằng thép này, thì nó mới bền được, chịu được lực cao và chịu được cái độ bền, và nghiền được những loại hạt hoặc là loại rau củ quả rắn ra thành mịn như là sữa. Đó là lý do tại sao mà Thành được dám khẳng định rằng ở các cái dòng máy xe nấu đa năng ấy, thì độ bền cũng như tuổi thọ, cái công dụng nó cao hơn các cái dòng sinh tố thông thường rất là nhiều. Kể cả các bạn khi mua những cái máy sinh tố đắt tiền thì nó sẽ không thể nào mà gia công tốt được như thế này. PG5 Plus là cái dòng nâng cấp của cái bản là PG5, nhiều chức năng hơn và được làm rất là chắc chắn, gia công rất là chắc chắn. Và hiện tại thì cái chiếc máy này nhà Thành Được vẫn đang sử dụng, một chiếc máy như thế này sử dụng khoảng 2 năm rồi thì chưa gặp bất kể một vấn đề gì cả. Nếu như các bạn sử dụng đúng cách thì nó rất là bền, vì cái cối của nó đều là bằng thép hết, bằng thép này, thép carbon cứng này. Đấy, motor kết nối đều là thép hết, trên này rồi dưới cũng vậy, hệ thống gia nhiệt cũng vậy, hệ thống gia nhiệt 6 chân có cảm biến. Ở phía đế dưới thì có cả cái phần nó che đi cái hệ thống gia nhiệt này để tránh nước rơi vào. Đấy, chập cháy cực kỳ là an toàn. 12 chức năng cài đặt sẵn và có thể điều chỉnh được thời gian, nhiệt độ, tốc độ như là hẹn giờ. Và khi các bạn lắp máy lên thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta sẽ để cái chân máy nó vào đúng hệ thống gia nhiệt thì máy mới lắp được. Và cái lắp này cũng vậy, cái lắp này khi các bạn là nếu các bạn để máy như thế này, Thành Được sẽ cắm điện vào cho mọi người dễ hình dung. Hiện tại là chưa cắm điện này, chúng ta sẽ cấp điện cho máy xay nấu đa năng. Khi các bạn cấp điện vào máy, đã cắm điện vào máy rồi mà chúng ta chưa đóng nắp thì máy sẽ báo lỗi E1, và tất cả các cái phím bấm khi các bạn chạm vào sẽ không hoạt động. Để nó đảm bảo tuyệt đối là khi ví dụ như nhà có trẻ nhỏ này, nếu mà cắm điện vào mà không may chúng ta thò tay vào đây thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái nắp này nó có một con lâm châm cảm biến, có một con cảm biến ở cái nắp này. Các bạn phải đóng đúng nắp, đúng cửa, đúng khớp. Đây, cái rãnh này nha. Cái rãnh này nó phải vào trong cái ở cái phần mà thủy tinh đúc mà nó chừa ra này. Và các bạn sẽ kéo nó vào này. Đây, các bạn nhìn thật kỹ này. Đây là cái phần mà cối thủy tinh đúc nó thừa ra bên ngoài. Và đây là cái rãnh của công tắc của lắp này. Khi chúng ta kéo máy khi chưa đóng nắp chuẩn nhá, lỗi E1 này, đóng nắp vào. Đấy. Thì cảm biến nó sẽ bắt ở đây, sẽ bắt ra lệnh cho cái cảm biến ở phía trên và cảm biến phía dưới. Khi mà cái lắp ở phía trên và cái tay cầm phía dưới nó kết hợp thành một khối này, thì các bạn nhìn này, nó sẽ mất lỗi E1. Và khi này chúng ta bật máy là ok này. Đấy, bạn để máy bắt đầu lên này. Các bạn hãy chọn tốc độ này. Khi mà chúng ta xay thịt, xay cua, xay cá chẳng hạn, đây là xay ở chế độ không nấu nhé, mà chọn tốc độ này. Tốc độ B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9.
rất là nhiều tốc độ, tốc độ nhanh chậm, và hẹn giờ này. Đây, hẹn giờ 30 phút này, 23 phút, 23 tiếng, 24 tiếng này, 30 phút này, 1 giờ này. Đây, hẹn giờ nấu này. Và ở cái chế độ mà channel thông thường ấy, thì các bạn cũng không cần phải chọn giờ giấc gì cả. Chúng ta sẽ bật luôn máy chẳng hạn. Đây, bật máy đây. Khi mà máy các bạn chưa chọn chế độ ở phía dưới ấy, thì máy nó sẽ không nhận nhé. Đấy, chúng ta lưu ý này. Để chọn được chế độ thì chúng ta sẽ qua chọn này. Ví dụ như là ấn vào đây này. Đang ở sữa thảo mộc này. Cháo này. Nấu súp này. Sữa ngô này. Cháo mịn này. Sữa không nấu này. Khi mà chúng ta chọn ở đâu ấy, thì cái đèn này sẽ nhấp sáng ở đó. Hoa quả này. Sinh tố đá bào này. Xay khô này. Xay khô này chúng ta xay bột đấy. Đây là chế độ xay bột này. Ở chế độ xay khô này ấy, thì các bạn có thể sử dụng nó để xay bột, hoặc là xay gạo để nấu cháo, hấp nấu này, chế độ vệ sinh máy này, giữ ấm này, rất nhiều chức năng. Đấy, sữa thảo mộc, cháo. Ở những chức năng như là sữa không nấu này, hoa quả này, sinh tố đá bào này, và chế độ xay khô là những cái chức năng mà máy sẽ không ra nhiệt, do đó các bạn có thể chạy vô tư thoải mái. Còn ở những chức năng mà máy cần ra nhiệt ấy, thì chúng ta bắt buộc là phải cho nước vào, sau đó mới cho máy hoạt động. Ví dụ như là cháo mịn này, sữa ngô này, nấu súp này, nấu cháo này, nấu sữa thảo mộc này, để giữ ấm này, rồi thì hấp và nấu này. Thì đấy là các chế độ mà nó máy sẽ đun, nghĩa là nó vừa xay nó vừa đun. Thì trước khi các bạn cho máy hoạt động thì các bạn bắt buộc là phải cấp nước cho máy. Nếu máy không có nước, máy sẽ khi mà máy nó đun nó ra nhiệt cho cái mâm nhiệt phía dưới ấy, nó không có nước ấy, thì nó sẽ gây ra cháy và ảnh hưởng đến cháy cái thực phẩm của mình và ảnh hưởng đến cái bộ nhiệt cũng như là cái con cảm biến của máy. Thế do đó mọi người lưu ý để máy được bền ấy, thì ở những cái chế độ mà nào có vừa xay vừa nấu ấy, thì các bạn phải cho nước vào, sau đó các bạn mới bấm cho máy hoạt động. Thành được sẽ test cái chức một số cái chức năng mà bị sinh tố đá bào này. Đấy, sẽ làm nó sinh tố đá bào này. Đây, chế độ ấn bật tắt lần nữa này. Đấy, máy chạy cực khỏe, cực tít. Lưỡi dao 8 cánh. Và đi kèm theo máy sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, máy Ucoe BR5 Plus đều là tiếng Việt. Một cái tay nhựa để vệ sinh máy, bàn chải. Và một cái miếng bọt biển. Lắp chống trào. Đây là sừng hấp. Mọi chi tiết liên hệ Thành được số máy 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại xin gửi về email thành được 28071992a@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.